Lá cờ rỗng không? Tôi từng đọc một quyển sách về Zen. Trong Zen, các ông biết đó, họ dạy mà không giải thích gì nhiều. Ví dụ, nếu một thầy tu đang ngủ trong khi hành thiền, họ, tức người giám thiền, sẽ đi tới với cây gậy và trót. Họ đánh cho vị ấy một gậy vào lưng. Khi người hành giả mắc lỗi bị đánh vị ấy tỏ lòng biết ơn bằng cách cảm ơn người dám thiền. Trong tu tập Zen, hành giả được dạy để biết ơn tất cả những cảm xúc đã tạo cho hành giả cơ hội để phát triển. Ngày nọ, có một nhóm các nhà sư cùng phân tập lại với nhau. Bên ngoài hội trường có một lá cờ đang tung bay trong gió. Một cuộc tranh cãi xảy ra giữa hai vị tăng về lý do thật sự làm cho lá cờ bay một trong hai vị tăng tuyên bố rằng lá cờ bay là vì gió, trong khi vị kia lập luận rằng đó là vì lá cờ bay. Vì vậy, họ cãi nhau vì cái nhìn thiển cần của mình và không thể đi đến bất kỳ thỏa thuận nào. Họ có lẽ sẽ tranh cãi như vậy cho đến ngày họ chết. Tuy nhiên, vị thầy của họ đã can thiệp và nói Trong hai ông không ai là đúng cả sự hiểu biết đúng là không có cờ và không có gió đây là sự thực hành không có bất cứ điều gì không có cờ và cũng không có gió nếu có cờ thì sẽ có gió nếu có gió thì sẽ có cờ các ông nên quán chiếu và phản tỉnh về điều này cho thật thấu suốt cho đến khi các ông thấy đúng với sự thật nếu được quán xét kỹ lưỡng thì sẽ chẳng có gì cả nó rỗng không trống rỗng cờ rỗng không mà gió cũng rỗng không trong cái rỗng không to lớn đó không có cờ mà cũng không có gió không có sự sinh không có sự già không có bệnh hoặc chết sự hiểu biết thông thường của chúng ta về cờ và gió chỉ là một khái niệm trong thực tế không có gì cả tất cả chỉ vậy thôi không có gì ngoài những cái tên gọi các nhãn mát rỗng không nếu chúng ta thực hành theo cách này chúng ta sẽ thấy sự hoàn thành và tất cả các vấn đề của chúng ta sẽ chấm dứt. Trong sự trống rỗng to lớn, tử thần sẽ không bao giờ tìm thấy các ông. Không có gì để cho tuổi già, bệnh tật và cái chết theo sau. Khi chúng ta thấy và hiểu theo đúng sự thật, nghĩa là với sự hiểu biết đúng thì chỉ có sự rỗng không to lớn này. Chính tại nơi đây sẽ không còn chúng ta, không còn họ, không còn tự ngã gì nữa khu rừng của các giác quan thế gian với những con đường bất tận của nó cứ tiếp tục đi mãi nếu chúng ta cố gắng để kiểu tất cả chúng điều này chỉ dẫn chúng ta đến sự khổn loạn và bối rối tuy nhiên nếu chúng ta quán chiếu thế gian một cách rõ ràng thì trí tuệ đích thực sẽ sinh khởi tự thân đức phật cũng là một người thông thạo đường lối của thế gian ngài có khả năng rất lớn trong việc gây ảnh hưởng và dẫn dắt người khác bởi vì ngài có kiến thức phong phú về thế gian qua sự chuyển hóa trí tuệ trần tục của mình ngài đã thể nhập chân lý và đạt được trí tuệ siêu thế việc này làm cho ngài trở thành một chúng sinh thật sự siêu việt vì vậy nếu chúng ta thực hành giáo lý này hướng nó vào bên trong để quán chiếu chúng ta sẽ đạt được sự hiểu biết trên một mức tâm thức hoàn toàn mới. Khi chúng ta nhìn thấy một vật, thấy mà như không thấy có vật đó, khi chúng ta nghe một âm thanh, nghe mà như không nghe có âm thanh đó, trong việc ngửi, chúng ta có thể nói rằng ngửi mà như thể không có mùi. Các giác quan vẫn thể hiện chức năng của chúng, nhưng chúng không có bất cứ điều gì là bền vững, thường hằng trong đó. Tại đó chỉ có những cảm giác sinh khởi và sau đó hòa diệt. Nếu chúng ta hiểu theo thực tại này, thì các giác quan sẽ không còn có thực chất gì nữa. Chúng chỉ là các cảm giác đến và đi. Người dịch chú thích. Các giác quan vẫn ghi nhận các đối tượng của chúng một cách bình thường. Nhưng cảm xúc không sinh khởi, hoặc có sinh khởi nhưng đã bị chánh niệm làm vai trò canh giữ ngay tại các cửa giác quan ngăn chặn không cho chúng xâm nhập vào tâm để làm cho tâm dao động. Để diễn tả điều này, các thiền sư thường nói mắt chỉ là mắt, tai chỉ là tai, mũi chỉ là mũi vân vân, hoặc thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, mùi chỉ là mùi vân vân. Sự thật thì không có một thứ gì cả. Nếu không có thứ gì cả thì sẽ không có chúng ta và không có họ nếu không có chúng ta như là con người thì sẽ không có bất cứ điều gì thuộc về chúng ta chính là theo cách này mà khổ bị dập tắt nếu không có ai để chịu khổ vậy thì ai là người khổ đây khi khổ sinh khởi chúng ta dính mắt với khổ và vì vậy chúng ta phải thật sự chịu khổ tương tự như vậy khi hạnh phúc sinh khởi chúng ta dính mắt với hạnh phúc và cho đó trải nghiệm niềm vui. Sự dính mắt với những cảm xúc này làm sinh khởi cái khái niệm về tự ngã hay cái tôi và những suy nghĩ về chúng ta và họ liên tục xuất hiện. Ai cha, đây là nơi mọi thứ bắt đầu và sau đó mang chúng ta đi lanh quanh trong cái vòng bất tận của nó. Vì vậy, chúng ta đến để hành thiền và sống theo pháp tức chân lý chúng ta rời gia đình của chúng ta để đến sống trong rừng và hấp thu sự an bình nội tâm mà môi trường tu tập này mang đến cho chúng ta chúng ta trốn chạy để chiến thắng chính chúng ta chứ không phải vì sợ hay muốn thoát ly thực tế nhưng những người đến và sống trong rừng trở nên dính mắt với cuộc sống trong rừng giống như những người sống trong thành phố trở nên dính mắt với thành phố họ lạc lối trong rừng và họ lạc đường trong thành phố Đức Phật tán dương cuộc sống trong rừng do nó mang lại cho chúng ta sự viễn ly về mặt thể chất và tinh thần và điều này có lợi cho việc thực hành để giải thoát. Tuy nhiên, Ngài không muốn chúng ta trở nên phụ thuộc vào việc sống trong rừng hoặc bị mắc kẹt trong sự bình an và vắng lặng của nó. Chúng ta đến thực hành để cho trí tuệ sinh khởi. Sống ở đây trong rừng, chúng ta có thể gieo trồng và dung bồi các hạt giống của trí tuệ sống trong sự hỗn loạn và xáo trộn thì những hạt giống này khó phát triển nhưng một khi chúng ta đã học để sống trong rừng rồi thì chúng ta có thể quay trở về chiến thắng những phiền não mà thành phố và tất cả những sự kích thích giác quan mang lại cho chúng ta học cách sống trong rừng có nghĩa là cho phép trí tuệ sinh trưởng và phát triển sau đó bất kể chúng ta đi đến đâu chúng ta đều có thể vận dụng trí tuệ này khi các giác quan của chúng ta bị kích thích, chúng ta trở nên kích động và các giác quan trở thành địch thủ của chúng ta. Chúng chống lại chúng ta bởi vì chúng ta vẫn còn xuẩn ngốc và không có trí tuệ để đối phó với chúng. Trong thực tế, chúng là thầy của chúng ta, nhưng do sự thiếu hiểu biết nên chúng ta không nhìn thấy chúng theo cách đó. Khi chúng ta sống trong thành phố, chúng ta không bao giờ nghĩ rằng các giác quan của chúng ta có thể dạy cho chúng ta bất cứ điều gì. Chừng nào trí tuệ chưa thật sự thể hiện thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy các giác quan và đối tượng của chúng như những kẻ thù. Một khi trí tuệ thật sự sinh khởi, chúng không còn là kẻ thù của chúng ta nữa mà trở thành con đường đưa chúng ta đến giới tuệ giác và sự hiểu biết rõ ràng. Một ví dụ hay ho là các con gà rừng ở đây chúng ta đều biết chúng sợ con người như thế nào rồi tuy nhiên do tôi sống ở đây trong rừng nên tôi đã có thể dạy chúng và đồng thời học hỏi từ chúng lần nọ tôi bắt đầu rải gạo cho chúng ăn ban đầu chúng rất sợ và không dám đến gần chỗ gạo tôi rải tuy nhiên một thời gian sau chúng quen với việc đó và thậm chí còn bắt đầu chờ tôi rải gạo cho chúng ăn các ông thấy đó có điều gì đó cần phải học ở đây những con gà khởi đầu nghĩ rằng trong gạo có sự nguy hiểm gạo là kẻ thù thật ra không có mối nguy hiểm nào trong gạo cả nhưng chúng không biết gạo là thức ăn và chúng sợ cuối cùng khi chúng tự nhìn thấy rằng trong gạo không có gì để sợ cả chúng mới đến ăn và không gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào các con gà học theo cách này một cách tự nhiên sống ở đây trong rừng chúng ta cũng học theo cách tương tự trước đây chúng ta nghĩ rằng các giác quan của chúng ta chính là vấn đề và do bởi sự thiếu hiểu biết của chúng ta trong việc sử dụng chúng sao cho đúng chúng đã gây ra rất nhiều rắc rối cho chúng ta tuy nhiên qua kinh nghiệm thực hành chúng ta học để nhìn chúng đúng theo chân lý chúng ta học cách sử dụng chúng giống như những con gà có thể dùng gạo để ăn và rồi các giác quan không còn chống lại chúng ta nữa và các vấn đề biến mất hễ chúng ta còn suy nghĩ thảm sát và hiểu một cách sai lạc thì các giác quan sẽ còn chống lại chúng ta nhưng ngay khi chúng ta bắt đầu quán xét một cách đúng đắn thì những gì mà chúng ta kinh nghiệm được sẽ đưa chúng ta đến với trí tuệ và sự hiểu biết rõ ràng giống như những con gà đã hiểu được gạo là thức ăn theo cách như vậy chúng ta có thể nói rằng những con gà thực hành vipassana chúng biết theo đúng với sự thật đó là tuệ giác của chúng trong sự thực hành của chúng ta chúng ta dùng các giác quan của mình như những công cụ khi chúng được sử dụng đúng cách chúng sẽ giúp chúng ta chứng ngộ dharma đây là điều mà tất cả hành giả phải nên suy ngẫm chừng nào mà chúng ta vẫn chưa nhìn thấy điều này một cách rõ ràng thì chúng ta vẫn còn mắc kẹt trong cuộc xung đột triền miên. Vì vậy, khi chúng ta sống trong sự tĩnh lặng ở trong rừng, chúng ta tiếp tục phát triển những cảm xúc tinh tế và chuẩn bị nền tảng cho việc trao dồi trí tuệ. Khi các ông đã đạt được một chút an bình trong tâm do sống ở đây, trong rừng yên tĩnh, thì đừng nghĩ rằng như vậy là đủ, đừng dừng lại ở đó. Hãy nhớ rằng chúng ta phải trau dồi và gieo trồng những hạt giống của trí tuệ khi trí tuệ chín mùi và chúng ta bắt đầu hiểu đúng theo sự thật chúng ta sẽ không còn bị lôi lên kéo xuống nữa thông thường nếu chúng ta ở trong một tâm trạng dễ chịu chúng ta cư xử theo cách này và nếu chúng ta ở trong một tâm trạng khó chịu chúng ta cư xử theo cách khác chúng ta thích một cái gì đó và chúng ta hứng khởi chúng ta không thích một cái gì đó và chúng ta chán nản như vậy thì chúng ta vẫn còn xung đột với kẻ thù khi những điều này không còn chống đối chúng ta nữa chúng sẽ trở nên ổn định và quân bình sẽ không còn sự thịnh suy hay thăng trầm nữa chúng ta hiểu những điều này là thuộc về thế gian và biết rằng bản chất của chúng là như vậy đó chỉ là pháp thế gian các pháp thế gian thay đổi để trở thành con đường. Có tám pháp thế gian, con đường có tám chi. Nơi nào mà các pháp thế gian tồn tại thì con đường cũng sẽ được tìm thấy nơi đó. Chú thích các pháp thế gian gồm được và mất, danh thơm và tiếng xấu, ca tụng và khiển trách, hạnh phúc và đau khổ. Khi chúng ta sống với sự rõ ràng tất cả kinh nghiệm thế tục của chúng ta trở thành sự thực hành bát chánh đạo. Khi không có sự nhìn thấy rõ ràng, các pháp thế gian chiếm ưu thế và chúng ta đang quay lưng với con đường. Khi sự hiểu biết đúng đắn, tức chánh tự duy sinh khởi, sự giải thoát khổ nằm ngay trước mắt chúng ta. Các ông sẽ không tìm thấy sự giải thoát bằng cách chạy lòng vòng tìm kiếm ở một nơi nào khác vì vậy đừng vội vàng và cố gắng thúc ép việc thực hành của các ông hãy hành thiền một cách từ tốn dần dần từng bước về vấn đề an bình nếu các ông muốn có sự an bình hãy chấp nhận điều đó nếu các ông không có sự an bình hãy chấp nhận luôn điều đó đó là bản chất của tâm chúng ta phải tìm sự thực hành cho riêng mình và thực hành liên tục không gián đoạn có thể trí tuệ sẽ không sinh khởi trước đây tôi từng nghĩ về sự thực hành của mình rằng khi không có trí tuệ tôi có thể tự buộc mình phải có nó cho bằng được nhưng điều này chẳng được tích sự gì mọi việc vẫn cứ như cũ và rồi sau khi đã xem xét kỹ lưỡng tôi thấy rằng quán chiếu những gì mà chúng ta không có thì không thể làm được vì vậy điều tốt nhất để làm là gì tốt hơn là cứ thực hành với sự quân bình nếu không có điều gì làm cho chúng ta bận tâm thì không có việc cần phải khắc phục nếu không có vấn đề thì chúng ta không phải cố gắng để giải quyết nó khi có vấn đề xảy ra đó là lúc các ông phải giải quyết nó ngay tại đó không cần phải đi tìm kiếm điều gì đặc biệt cứ việc sống một cách bình thường nhưng hãy biết tâm của các ông là cái gì hãy sống chánh niệm và tỉnh giác hãy để trí tuệ là người dẫn đường của các ông đừng sống đắm chìm trong tâm trạng của các ông hãy cẩn thận và cảnh giác nếu không có gì xảy ra tốt khi điều gì đó sinh khởi hãy xem xét tỉ mỉ và quán chiếu nó đi vào điểm chính giữa hãy thử quan sát một con nhện một con nhện dằn cái mạng của nó ở một chỗ thuận tiện nào đó và rồi ngồi ở chính giữa cây mạng bất động và lặng im. Sau đó một con ruồi bay đến và đậu trên đó. khi con ruồi vừa dướng vào và làm cho cái mạng động đậy bụp, con nhện chụp lấy ngay con mồi và dùng dây tơ trói nó lại. sau đó nó đem cất con mồi vào một nơi và rồi quay trở lại ngồi tập trung một cách lặng lẽ ở giữa cây mạng của nó quan sát một con nhện như vậy có thể làm sinh khởi trí tuệ sáu giác quan của chúng ta có tâm ở chính giữa được bao quanh bởi mắt tai mũi lưỡi và thân khi một trong những giác quan bị kích thích ví dụ cảnh sát tiếp xúc với mắt mắt dao động và tác động đến tâm tâm là cái biết biết cảnh sắc chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho trí tuệ sinh khởi đơn giản vậy thôi giống như con nhện trong cái mạng của nó. Chúng ta nên sống tránh sự tiếp xúc với người khác. Ngay khi con nhện cảm thấy có một con côn trùng bị dính vào mạng, nó nhanh chóng tóm lấy con mồi, trói nghiến nó lại và quay trở về vị trí của nó ở chính giữa cái mạng. Điều này hoàn toàn chẳng khác gì với tâm của chúng ta. Đi vào điểm giữa có nghĩa là sống chánh niệm và tỉnh giác, luôn cảnh giác và làm mọi việc với sự chính xác và đúng đắn đây là điểm giữa của chúng ta thật sự chúng ta không có gì nhiều để làm chúng ta chỉ cần sống thận trọng theo cách này nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sống phóng vật suy nghĩ rằng cần gì phải ngồi thiền hoặc thiền hành và rồi quên hết sự thực hành của chúng ta chúng ta không thể phóng vật chúng ta phải giữ sự cảnh giác giống như con nhện đợi để chộp lấy côn trùng làm thức ăn của nó đây là tất cả những gì chúng ta cần phải biết hãy ngồi thiền và quán chiếu về con nhện đó chỉ bấy nhiêu thôi và trí tuệ có thể tự sinh khởi tâm của chúng ta có thể so sánh với con nhện các tâm trạng và cảm xúc sinh khởi khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng có thể so sánh với những con côn trùng khác nhau tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi các giác quan bổ dây và liên tục kích thích tâm. Khi một trong các giác quan tiếp xúc với một cái gì đó, đối tượng đó ngay lập tức tác động đến tâm. Tâm sau đó quan sát và kiểm tra nó kỹ lưỡng, và rồi quay trở lại điểm chính giữa. Đây là nguyên tắc thực hành mà chúng ta phải luôn tuân thủ theo. Cảnh giác, hành động với sự chính xác và luôn luôn chánh niệm, tỉnh giác với trí tuệ chỉ có bấy nhiêu thôi và thực hành của chúng ta coi như quan tất điểm này là rất quan trọng không phải là chúng ta phải ngồi thiền suốt cả ngày lẫn đêm hoặc chúng ta phải thiền hành suốt cả ngày lẫn đêm nếu đây là quan điểm thực hành của chúng ta thì chúng ta thật sự sẽ gây khó khăn cho chính mình chúng ta nên làm những gì chúng ta có thể làm mà chúng phù hợp với sức khỏe và nguồn năng lượng của chúng ta trong khi sử dụng các khả năng thể chất của chúng ta với mức độ vừa phải. Điều rất quan trọng là phải biết rõ tâm và các giác quan khác, hay biết chúng đến như thế nào và chúng đi ra sao, biết cách chúng sinh khởi và hoại diệt. Hãy hiểu điều này một cách thấu suốt. Trong ngôn ngữ của pháp hay chân lý, chúng ta cũng có thể nói rằng giống như con nhện bằng những côn trùng khác nhau tâm gắn các giác quan với vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Chúng có thể đi đâu được chứ? Chúng ta giữ chúng để làm thức ăn. Những thứ này được lưu trữ làm thực phẩm cho chúng ta. Chủ thích thực phẩm để quán chiếu, nuôi dưỡng trí tuệ. Thế là đủ, không có gì hơn để làm, chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là thức ăn cho tâm của chúng ta, nguồn dinh dưỡng cho người biết và hiểu rõ nếu các ông biết rằng những điều này là vô thường gắn liền với khổ và rằng không một thứ gì trong số đó là các ông thì các ông có mà điên mới chạy theo chúng nếu các ông không nhìn thấy rõ ràng theo cách này các ông phải đau khổ khi các ông nhìn rõ và thấy những điều này thật sự là vô thường mặc dù chúng có vẻ như đáng để chạy theo nhưng thật ra thì không đáng để phải làm như vậy thế thì tại sao các ông ham muốn chúng trong khi bản chất của chúng là khổ nó không phải của chúng ta không có tự ngã không có gì thuộc về chúng ta vì tại sao các ông lại theo đuổi chúng mọi vấn đề đều kết thúc ngay tại đây còn nơi nào khác để các ông kết thúc chúng chứ chỉ cần nhìn cho kỹ con nhện và đưa cái nhìn quay vào bên trong quay trở lại với chính mình các ông sẽ thấy rằng tất cả đều giống nhau khi tâm đã thấy vô thường bất toại nguyện và vô ngã nó tự buông bỏ và tự giải thoát nó không còn dính mắt với đau khổ hay hạnh phúc đây là thức ăn cho tâm của một người thực hành và thật sự rèn luyện mình tất cả chỉ là vậy thôi đơn giản như vậy đấy các ông không cần phải đi tìm kiếm bất cứ nơi đâu cho dù các ông đang làm gì các ông có mặt ngay tại nơi đó không cần phải nhặn xị và lo lắng nhiều như vậy bằng cách này cây đà và năng lượng thực hành của các ông sẽ liên tục phát triển và trưởng thành thoát khổ cây đà của sự thực hành này hướng chúng ta đến sự giải thoát của dòng sinh tử luân hồi chúng ta đã không thoát khỏi cái dòng đó vì chúng ta vẫn cứ khao khát và ham muốn chúng ta không làm những hành động bất thiện hoặc vô đạo đức nhưng không làm như vậy chỉ có nghĩa là chúng ta đang sống theo pháp của đạo đức ví dụ bài kinh tụng trong đó nguyện rằng cầu mong cho tất cả chúng sinh sẽ không bị chia lìa với những gì mà họ yêu thương và yêu thích nếu các ông suy nghĩ về điều đó các ông sẽ thấy lời nguyện này thật trẻ con, đó là cách của những người vẫn không thể buông bỏ. Đây là bản chất ham muốn của con người, ham muốn sự vật và các hiện tượng đi ngược với đường lối vận hành của chúng, mong được tuổi thọ, hy vọng rằng không có chết hoặc bệnh tật. Đây là cách mọi người kỳ vọng và mong muốn, và khi các ông nói với họ rằng bất cứ điều gì họ mong muốn đều không được thỏa nguyện đều gây ra đau khổ nó liền đánh ngay vào đầu của họ họ có thể nói gì không thể nói gì cả bởi vì đó là sự thật các ông đang chỉ thẳng vào những ham muốn của họ khi chúng ta nói về những ham muốn chúng ta biết rằng mọi người đều có những ham muốn và mong muốn chúng được thỏa nguyện nhưng không ai sẵn sàng dừng lại không ai thật sự muốn thoát khổ vì vậy chúng ta phải nhẫn nại trong việc thực hành để thanh lọc tâm nhằm làm cho nó trở nên thanh tịnh những người thực hành kiên định không đi trệch hướng hoặc dễ vui có thái độ nhẹ nhàng và biết thu thúc thì luôn bền gan bền chí thực hành một cách liên tục không gián đoạn họ là những người sẽ biết bất kể điều gì xảy ra họ sẽ luôn luôn vững vàng và không dao động theo two faces of reality